ông Chusier sẽ theo dõi trận đấu của câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân gặp câu lạc bộ Đà Nẵng ở vòng loại Cúp Quốc gia 2023. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Philippe Chusier sẽ đến xem trận đấu cấp câu lạc bộ giữa PVF Công an Nhân dân và Đà Nẵng ở vòng loại Cúp Quốc gia 2023. PVF Công an Nhân dân có nhiều cầu thủ được tính đến cho đội tuyển U23 Việt Nam và có cơ hội ra sân nhiều nhất. Các cầu thủ như Nguyễn Thanh Nhàn, Huỳnh Công Đến, Nguyễn Đức Phú, Nguyễn Văn Tùng, Tẩy Văn Toàn, Ngô Đức Hoàng và Võ Nguyên Hoàng đều có cơ hội được triệu tập cho SEA Games 32 nếu thi đấu tốt. Đội Đà Nẵng cũng có nhiều cầu thủ trẻ đáng chú ý, bao gồm Phạm Văn Hữu, Phạm Đình Duy, Lương Duy Cương, Nguyễn Phi Hoàng và Võ Minh Đan. Huấn luyện viên Chusier bắt đầu theo dõi các trận đấu ở cấp câu lạc bộ và có thể sớm đưa ra quyết định về nhân sự cho đội tuyển U23 Việt Nam. Trong số các cầu thủ của PVF Công an Nhân dân, Nguyên Hoàng, Văn Tùng, Đức Phú và Đức Hoàng sẽ cung cấp cho ông những lựa chọn mới mẻ. Đức Phú và Đức Hoàng thi đấu ấn tượng ở vị trí tiền vệ trung tâm, trong khi Nguyên Hoàng và Văn Tùng có thể đá tiền đạo cắm hoặc chơi ở hành lang trái. Sự xuất hiện của huấn luyện viên Chusier sẽ đem đến động lực lớn cho các cầu thủ trong trận đấu đầu tiên của mùa giải. PVF Công an Nhân dân không đặt mục tiêu cụ thể ở cúp quốc gia nhưng lại có tham vọng lớn ở giải hạng nhất quốc gia. Huấn luyện viên Mauro Geronimo, huấn luyện viên trưởng của đội, cho biết họ đặt mục tiêu thắng từng trận đấu một và giành quyền lên V-League ngay trong mùa giải này. Trận đấu giữa PVF Công an Nhân dân và Đà Nẵng sẽ diễn ra trên sân trung tâm bóng đá PVF vào lúc 19:15 Chủ nhật ngày 2 tháng 4.